Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 21 tháng 4 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng vẫn đang bao trùm khắp các tỉnh thành Nam Bộ, khiến cho tình trạng khô nóng nơi đây thêm phần khắc nghiệt hơn. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, tình trạng nắng nóng này vẫn còn tiếp tục diễn ra với mức nhiệt độ cao đạt ngưỡng từ 33 cho đến 37 độ, cùng với độ ẩm ban trưa xuống khá thấp, chỉ ở mức là 40%. Quý vị và các bạn cần đặc biệt lưu ý đến việc bổ sung những thực phẩm mát có lợi cho sức khỏe, hạn chế làm việc và lưu thông ngoài trời trong thời điểm nắng gắt để tránh bị cảm nắng hay là say nắng. Với các tỉnh thành Tây Nguyên, nắng nóng bớt gây gắt hơn. Đặc biệt trong những ngày tới thì mức nhiệt độ phổ biến chỉ trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Một số điểm đạt ngưỡng cao hơn nhưng cũng chỉ ở mức từ 35 cho đến 36 độ. Về chiều tối, mưa rông có thể cục bộ xảy ra ở một vài nơi. Đi kèm với đó là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc xoáy hay là gió giật mạnh, cho nên người dân cần chủ động đề phòng trái ngược với thời tiết khô nóng tại các tỉnh thành phía nam, ở miền bắc thì thời tiết đã và đang trở nên mát mẻ hơn. Sự tranh chấp giữa những hình thế thời tiết đối lập nhau, cùng với sự kết hợp của vùng nhiễu động khí quyển trên cao đã gây ra sự bất ổn định mạnh trên khu vực. hệ quả là mưa rông đã xảy ra trên diện rộng, khiến cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực duy trì ở trạng thái mát mẻ, trẻ ngưỡng từ 27 cho đến 31 độ. trong đêm nay thì mưa rông vẫn còn tiếp diễn, nhưng tập trung nhiều hơn ở các tỉnh thuộc vùng núi phải từ ngày 23 tháng 4 khi mà các hệ thống gây mưa suy yếu. Vùng áp thấp nóng từ phía Tây có cơ hội phát triển và mở rộng hơn, nên thời tiết quay trở lại trạng thái khô ráo hơn và có nắng nhiều. Nên nhiệt độ theo đó cũng tăng dần, dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Xe các tỉnh phía Tây Bắc Bộ còn xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt lên đến 35 đến 36 độ. Trong khi đó tại miền Trung, từ ngày mai thì nhiệt độ cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng dần. Quá trình tăng nhiệt sẽ diễn ra mạnh mẽ từ ngày 23 với số điểm nắng nóng ở khu vực vùng núi dần xuất hiện và lan rộng hơn. Mức nhiệt độ lúc này được nhận định sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 37 độ. Thời tiết khá oi nóng nên chúng ta cũng cần lưu ý bảo quản thực phẩm, tránh các bệnh về đường tiêu hóa trong thời tiết nắng nóng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày mai trời nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và rông. Cần đề phòng với khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 29 cho đến 32 độ. Sang ngày 23 và ngày 24 thì trời chỉ còn có mưa rào vài nơi, chưa chiều còn nắng gián đoạn. Nên nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất ngày 24 đạt mức 32 cho đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày mai trời còn nhiều mây, chiều tối đêm và sáng có mưa rào và rông, tập trung nhiều tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, cần đề phòng với khả năng xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Hai ngày tiếp theo thì đêm và sáng trời nhiều mây có mưa rào vài nơi, còn trưa chiều sẽ có nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng và đạt mức từ 31 cho đến 34 độ vào ngày 24. Đối với các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì trong ngày 22 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trưa chiều ở phía Nam sẽ có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 cho đến 35 độ. Sang ngày 23 và ngày 24, mây thay đổi ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ trưa chiều tăng lên mức từ 32 cho đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, trời phổ biến là có mưa ở một vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Bắc khả năng có nắng nóng từ ngày 23. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều, phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 36 độ. Trở vào khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới tại đây trời phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Mức nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 33 cho đến 36 độ. Vào chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, cảnh giác với gió giật mạnh trong cơn rông. Khu vực Nam Bộ từ ngày 22 cho đến ngày 24 mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ cao từ 35 cho đến 38 độ trong ngày mai và giảm nhẹ khoảng 1 độ vào ngày 23 và ngày 24, đến chiều tối sẽ có mưa ở một vài nơi. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày mai tại đây trời còn nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Hai ngày sau, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào vài nơi, còn trưa chiều thì có nắng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần và đạt mức từ 31 cho đến 34 độ vào ngày 24. Trên biển, trong những ngày sắp tới, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì trời phổ biến tạnh giáo không mưa. Tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động yếu chỉ khoảng cấp 4, Thời tiết tốt cũng duy trì tại quần đảo Trường Sa khi mà sóng yếu biển êm, tầm nhìn xa thông thoáng, khá thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông trên khu vực này. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.